Hello, xin chào tất cả mọi người, quay lại kênh của mình nha mọi người. Mình là Nhã đây. Mình là Toàn nha mọi người. Mình là Danh nha mọi người. Mình là Sang nha mọi người. Thì hôm nay anh em mình xách thùng. Thì mọi người cũng biết mấy clip trước đó là cái ruộng mình đã ngập nước lên hết rồi nha. Thì hôm nay anh em mình sẽ đi xuống đây rồi giăng lưới để coi có con cá gì không. Rồi anh em mình có chài nữa là anh em mình chài thử luôn, xem coi có cá nhiều không. Nếu có cá thì tối nay anh em mình sẽ ra ngoài đồng làm cái tiệc gọi là nướng cá ăn đêm luôn nha mọi người. Tiệc ngàn sao nướng ăn ngoài đồng luôn nha mọi người. Ok, giờ đi thôi. Thì trên đường đi ra ngoài mọi người thấy cá đục chỗ này nhiều quá, cho nên Toàn sẽ thể hiện cái chài nha mọi người, xem nó chài được hay không. Thì bữa mình chài là hình trái tim, bữa nay Tù nó chài chắc hình trái chuối quá mọi người. Mùa nước này thì cá rô phi với lại mấy cá rô đồng á, mà cái chài này chắc cá rô đồng dính đâu. Rô đồng á. Đúng bên đây nè, đúng bên đây. À tôi cũng nói cho mọi người biết là hôm nay thằng Tàu nó không có mặc quần slip. Xui trời, xui ghê. Sáng cao mới vô trong em. Qua con thằng cao lên. Rồi không biết chạy hay nào luôn. Chạy ba. Đúng rồi trời. Tao không biết chạy trời. Chạy su đi nha. Chiều ra ruộng thoải mái mát mẻ chứ trời. Bình yên đến lạ luôn á. Chiều ra ruộng rồi nha. Chắc bắt được con cua nè mọi người. Cua đồng nha. Chẳng ít thành phố một bề nó nhiệt, thích những cảnh đồng quê. Mùa ruộng này có gió gì mọi người không cảm nha mọi người. Ruộng phải có gió rồi đó. Cái này mà cái bụng nó dốc dốc trời vậy, đẻ thỏ thầy. Dạ thôi. Xích thằng đây, xích thẳng. Rồi rồi. Tôi thấy là cái trời này là không yên rồi đó. Thấy không? Trái chuối đó mọi người biết trái chuối không? Mình cái bự lắm luôn. Gà hình trái táo á. Mình thấy trái chuối đó mọi người. Tao là toàn chài là đó giờ là trái chuối không nha. Đó dính kìa. Nó dính hộp trời. Rửa chạy cái đi. Rồi cái đầu su. Rồi bây giờ tới Nhã chài mọi người. Bữa mọi người nhớ mình chài hình trái tim không mọi người? Giờ mình chơi là hình trái tim nè. Tao nó không tin nha mọi người. Cái đầu đó gì lợi chứ không ai gì đừng dở vậy. Cái đầu nó lợi mới biết. Bây giờ mình sẽ chạy ngay cái ngã ba sông này nha mọi người. Là dướng. Dướng xiềng. Dướng không? Dướng. Con đại đi hồi gỡ. Có không? Thấy gì đâu. Anh từ đây để đây đi con. Con mây nó đẹp dữ trời. Có. Không? Lại cá lục kiến nữa chứ. Lại là em cá lục kiến nha mọi người. Lục kiến bự hết biết bự. Anh này sẽ đi giăng lưới nha mọi người. Rồi mới mua lưới hết triệu 2. Mua cái mức tiền lên tới 12.000. Đi ra. Giăng đường này không? Giăng đường nào heo? Giăng đường nào? Đó ngang xéo qua đó. Ừ. Cũng dài lắm bọn mày. Dài 10 mét nè. Cái đường cái đi. Văn đây là hai đường cái đi nè. Ngã ba dễ văn. Văn lời lắm. Văn ở trên nó chui đường dưới nó đi hết trơn. Ngang đâu ta? Ngoài luôn đi mọi ơi. Ngoài luôn đi. Rod and kid lao. Còn dài lắm. Mày xàm gì vậy? Rod kid lao. Thằng heo nó đu cây. Bòn thì lon. Rất kịp lâu. Chạy nhìn chạy kìa. Anh quay đây tới hùi à. Bữa
lên. Ồ, đi, đẹp dữ vậy. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ xuống hâm cái lưới, hâm lần hâm đầu tiên nha. Nãy giờ cũng hơn nửa tiếng nữa. Biết có không nữa. Có mẹ ơi. Xin hãy cảm nghĩ về những nãy giờ xuống nước. Có mọi người. Có. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ hâm lưới là thứ hai nha. Trong khi nãy giờ chờ đợi Hiền Phúc với Tượng đi bắt ốc bu vàng nha mọi người. Tại vì nãy giờ không thấy con cá nào hết. Tiếc quá. Thì nó bắt bu vàng vậy, nó bẻ rau muống đẳng á. Bự lắm. Giờ này quay chắc tối hồn mọi người không thấy đâu. Ốc bu vàng kìa. Đó. Ốc này là ốc bu vàng. Anh em mình sẽ chế biến theo cách hồi bữa mà anh em mình chế biến nha mọi người. Xong rồi tối nay sẽ ra đồng ăn, xong rồi nói chuyện cùng mọi người nha. Không biết không biết chắc tối mà ra đồng ăn cảm giác nó sao ha. Thấy nó ớn ớn. Để là thổi nhiều lúc á. Mày hâm đi. Để tao hâm cho. Sao vậy anh? Uống lúc nãy vậy á. Ăn đâu giờ trời. Trời. Hỏi chín kìa. Về đi mi ơi. Còn cái bún đen tươi lắm được không? Ok mọi người, thì cá nãy giờ không có con nào nha. Mình quyết định mình về cái lưới lần đó rồi. Với lại mấy ngó đang bắt ốc với hai con muống nè. Tối nay mình kiếm cái gì đó nữa. Mình đem ra ruộng này, mình sẽ ăn một cái buổi tối ngoài ruộng ngoài đây coi cảm giác sẽ ra sao nha mọi người. Ok, bây giờ đây mình bắt ốc đi. Cái món rau muống xào ốc bu vàng xào bơ tỏi là cũng đã xong nha mọi người. Thì ta theo người ta nói là cái gì cũng vậy cũng phải nể nang cái nha mọi người. Bây giờ mình phải cúng trước cái rồi mình mới ăn được nha, tại vì đây cũng là ngoài đồng ngoài ruộng á. Giờ mình mời ông bà phúc mặt phúc mài dưới đây á, những ai mà có hiện hữu đây thì lại ăn với anh em mình nha mọi người. Rồi giờ để cúng đây đi. Để đũa lên đi. Rồi. Thì mình đang đợi cúng cái nha mọi người. Thì anh em mình sẽ ăn thử cái kẹo gọi là kẹo muối ớt. Kẹo này hot lắm nè. Kẹo này lúc là hot lắm á. Giờ mình sẽ khui dứt thử nha. Thì mấy hình dịch nó kêu e. Nó kêu mồ côi. Nó kêu là chim trắng mồ côi. Phải tàu quá quá. Về giờ lẹ đi. Nó kêu là đậu xanh cháo đậu xanh. Ê để mình xé cái này ra cái mọi người. Chim trắng mồ côi. À đây nó ra, nó kẹo này nó ra lâu mà mình chưa ăn bao giờ luôn. Bất hạnh vậy. Mà mọi người ăn kẹo muối ớt tiêu xanh nha. Ồ lộn. Mọi người ăn cục kẹo muối ớt nha mọi người. Mời mọi người ra. Mời mọi người luôn nha. Rồi giúp mọi người ăn thử cái cục kẹo này coi nó có cái hương vị gì nha. Thơm. Bắt đầu ăn vô nó có hương vị nha. Thơm một xà thái. Thơm mùi ổi. Ổi. Thơm mùi ổi. Thịt xài mùi ổi nha. Ờ có mùi xài nữa. Nói chung mà mùi vậy như mấy cái mùi mà đồ chua á mọi người. Ê có mùi kẹo nữa mọi người. Làm bể
để mình cắn. Mình nghe nói người ta review là cắn ở trong á, nhưng muối ớt nó nằm trong. Mặn cây muối biến rồi. Không phải muối ớt á, muối ớt mình đâm mọi người à, ăn ổi ăn xài thì cũng có muối ớt, cho muối cho muối có cây không hơi he à. Hơi he thì à, nãy giờ thì mình cũng đã cúng rồi nha mọi người, bây giờ thì à, xin phép ông bà ở đây cho anh em con ăn nha. Rồi nào lớn ăn trước đi, nào lớn ăn trước nha, ông bà ăn trước đi. Ông bà ăn nãy giờ rồi, giờ tới con cháu nè. Đây chén nước tương thứ hai, nãy mới đổ một chén nè. Mình làm cái muống trước đi. Quá ngon. Ủa thơm dưới vậy trời. Nhìn là biết ngon. Bữa sao tại có chú Dính ăn chung á, ngon. Đau quá mọi người. Mọi người nha. Thử đây. Ừ, nó giòn quá chín ơi, ủa không giòn quá mày ơi. Tào lao nha. Trời vô. Giờ để mình ăn thử một miếng rồi mình xem coi cái món ốc bu vàng này, mấy này nó làm ngon nha mọi người. Nãy giờ là đầu bếp Danh với lại đầu bếp Toàn làm nha. Mình sẽ là ban giám khảo cho hai nó. Gấp hoài không được trời. Bấm quá. Nó chưa gấp lại lẹ đi, ăn lại lẹ cho ta kế bên ta ăn chứ. Mời mọi người nha, ăn không muốn nha. Giòn dữ vậy. Muốn ngon dữ ta. Trời ơi, phải vậy. Rồi, mời mọi người ăn con ốc với ốc bu vàng cho mình nha. Tới luôn. Tới luôn kêu đường nào rồi. Ăn đi hai đứa. Nó giòn. Nó giòn mà nó có vị ngọt ngọt nha mọi người. Thơm mùi tỏi dữ lắm luôn, mùi bơ với mùi tỏi. Mời mọi người nha. Món này thì đánh giá cao luôn mọi người, ngon lắm á. Mời mọi người nha. À, cho xin mượn cái đũa. Đây dân đồng dân ruộng rồi đi, người ta đi ruộng ta ăn cơm mặn vậy. Nó để với cái đùi mình nãy giờ á. Nên cơm biết nó ăn hay cái đùi mình ăn nãy giờ, ngồi đút đút cái đùi hoài à. Ăn cho cảm nghĩ vậy mọi người. Mời mọi người nha. Đây. Ngon. Để ăn cơm mà hai anh em mình ăn mồi nha. Mời mọi người. Mời mọi người nha. Ờ rau muống này ngon hơn rau muống kia luôn. Muống đồng cũng ngon. Đồng kiếm. Ăn hở mỏ rồi nó bóng rộng đã chưa. Giờ Danh nó đổi dẹo vô ăn nha mọi người. Cho dẹo ăn thử cảm nhận đầu tiên của nó coi. Cảm nhận của cái đứa mà không có làm mà đợi có ăn nè mọi người. Sớm giờ trong video đi bắt nó đâu thấy nó đâu đúng không. Video ăn là có. Nói chơi thôi chứ cho nó ăn tội nghiệp nó. Rồi về cho nó gửi chén. Nhìn đi. Ngon đó. Ngon không? Trời tao làm không ngon thì được rồi. Không có làm mà đợi ăn mà chưa không ngon. Gì lùa dữ ông nội. Bạn ăn nhá. Xin gà xin cơm kìa. Ngon lắm mọi người. Này cái cơm này ngon quá cháy luôn á. Trời ơi, phải nói tuyệt vời. Thì sẵn đây mình cũng nói về cái nhiều bạn comment đó mọi người. Nói là mình lấy ý tưởng của người này rồi làm giống ý tưởng của người kia. Nhưng mọi người cứ nghĩ đi, những ý tưởng của mọi người là những cái video mà mình đăng là hầu như là mình lấy ý tưởng dưới phần comment. Mọi người comment cái gì mình về mình ấy lại. Như bữa, như mấy hôm qua nè mọi người, hôm qua hôm kia gì đó, mấy bữa trước đó, cái mấy clip trước đó, clip mà chọn mình đó là giấc mơ gì thành sự thật gì đó, là mình thấy dưới phần comment rồi. Mình tính chơi mấy này nhưng chơi gì hết là nó lên kế hoạch nó lụm mình rồi, mình cũng đâu biết được đâu. Thì mọi người cứ nghĩ đi, mọi người vô tiệm tạp hóa, mình cũng vô tiệm tạp hóa, mọi người vô đó mua cục kẹo, mình vô đó mình mua chai nước, là mọi người hiểu rồi đúng không. Làm thì mình làm thì có thể là sẽ giống nó, nhưng mọi người comment nó thấy người ta làm clip hay quá, chủ đề nó hay quá, mọi người comment bên kênh mình kêu mình làm thì mình sẽ làm nha mọi người. Nhưng mà mình không bao giờ làm giống 100% của người ta, mà mình cũng không biết người ta là ai luôn.
mình thấy comment mình làm thôi. Thì không cảm mình cái vấn đề đó nha mọi người. Về ăn thôi chứ nói gì nữa vậy. Đúng rồi, người ta mua một con gà, người ta về người ta nướng. Ừ. Mình quất con gà về à, làm cháo phi à. Cừ. Ăn chùa cừ mày. Thì cái mâm rau muống xào ốc bươu vàng xào bơ tỏi là anh em mình cũng đã xử hết nha mọi người. Đây. Sửa hết trơn nha. Quá trời ngon mọi người. Thì giờ mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây nha. Nước tương húp hết luôn hả? Hết trơn rồi. Nửa húp luôn chứ ai. Trời ơi, tự gai luôn mày. Thì mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, ngon thì mọi người hãy để lại cho anh em mình một like, đăng ký kênh, rồi mọi người nhớ ấn cái chuông kế bên để mỗi khi anh em mình ra video mới á, mọi người là cái người xem đầu tiên nha mọi người. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Chết mẹ chưa quay.